Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Let's go. My beer. Butter Royal. Let's go. I'm ready. Wow, nhanh quá, chạy nhanh thôi. Vẫn kịp không? Rồi vào đây là an toàn. Ok. Luôn thêm giáp. Rất đông ở đây, đi cho to. Chop chop, butter, get a move on. Go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. So plus. Okay.
chân anh ta thôi. Bắt anh ta lại. Anh chàng này đi, anh chàng này rất là đẹp trai. Ở đây có một anh chàng đang phá cây cối, nhắc nhở nhưng anh ta không bắt lời, chính anh ta còn làm cả. Ok, nhanh anh ta thôi, bắt anh ta phải trả giá vụ này. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Brawl. Lego Brawl. Ba cửa này. Mình sẽ chọn bừa một cửa đi. Hidden Sa hay là Black Zone Kastner. Chọn anh chàng này đi. Anh chàng này thôi. Hidden Sa, xem vai trò của mình không. Kastner. Quỷ với team Clucking. Rồi, let's go. Đường này xem còn gì ăn không? Không còn gì. Đã tiếp tục. Wow. Oh my god, bị trói rồi.
sốc đầy lộ rồi. Ok, chiếm luôn. Wow. Ok, đã thắng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Strike 4, Marvel Strike 4. Let's go. Kiếm thêm Iron Man nữa là xong. Là team mình rất là khỏe luôn. Wow. Sorry. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5. DC Legion. Let's go. Rồi, mình sẽ update cho anh chàng này, khỏe lên. Và anh chàng nào nữa đây? À, đây đi. Hết level up rồi, back lại. Ở đây thì mình sẽ nâng cấp cái này. Ok. Thank you.
Let's go. Rất là khỏe luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Oh.
Oh man. Tựa game này thì mình thấy nó hơi lặng một chút, bởi vì cứ vào game hoặc là vào một cái map nào đó thì nó sẽ download lại. Ok, let's go. Nằm bên nào. Ok, và mình sẽ sang kênh tiếp theo. Friend Rocks, let's go. Wow. Aha. 25.000, quá đắt. Rồi, mình sẽ chơi xe lại. Cấp tên xe ngon hơn. Let's go. Wow, vậy mất luôn cả xe kia. Oh man. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Lego City.
Rồi, cứu hỏa. Let's go. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Lego Batman. Harley Quinn. So, let's go. Đây là phần 2 của game Lego DC. Rồi, và mình sẽ giải mã phần này. Ok, let's go. Đỏ, xanh lam, vàng và tím. Ok, mình sẽ chơi đúng theo bản nhạc. Đỏ này. Xanh lam. Ok, let's go. Sau đó thì mình sẽ phải chuyển. Làm thôi. Cánh cửa đó mở ra. Sau đó thì các bạn xem màn lên trên này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Lego Batman. Pretty cool, huh? You're friends with Batman.
Let's go. Challenging, I have to say. I was awesome, and everything is awesome. Okay, gặp tướng rồi. Victor Fizer. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang lại kênh tiếp theo, Lego Marvel. Lego Marvel Super Hero. Yeah. Go, let's go. Ok. Lego Studio. Papa. Yeah, booyah. Thank you.
mình chọn xe đạp hơn. Rồi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.